ai vậy cả? Ai lại tới giờ này? Chắc là chị Thi qua đó. Lúc nãy con nghe chị Thi nói sẽ về đây dọn đồ về bển. Để em ra coi. Tới càng đúng lúc. Lần này cô phải cảnh cáo cho nó biết mặt. Cấm đụng tới thằng Lâm. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chị ơi, chị ơi. Chị, con Thi với bà Hạnh tới dọn đồ kìa. Chị Thi. Mẹ, con xin phép được dọn đồ. Cô đứng đó. Chị lên dọn đồ trước giùm em đi. Ừ, dạ tôi biết rồi. Dạ thưa bà. Trời ơi, cô ơi, cô ơi. Chị, cô bình tĩnh đi cô, có chuyện gì từ từ mẹ, nói. Sao mẹ lại đánh con? Đáng lý ra tôi phải tát cô từ khi cô bại lộ cái vụ mang thai kìa, để lừa gạt bước vô cái nhà này. Cô mưu mô giả tạo với vợ chồng tôi, còn mẹ của cô á thì ngang ngược sỉ nhục danh dự gia đình của tôi. Bấy nhiêu lâu nay tôi nhân nhượng mẹ con cô, chứ không phải tôi dễ dãi để cho mẹ con cô muốn làm gì thì làm. Cái tát này là tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám cho người đánh thằng Lâm như cô Phượng kia, tôi sẽ không để cho mẹ con cô yên thân đâu. Gia đình này chỉ có mỗi thằng Lâm để nối dõi tông đường thôi. Cô đừng có ác như mẹ của cô, coi chừng bị quả báo đó. Mẹ, có thể đây là lần cuối con gọi mẹ. Con biết là lâu nay mẹ ghét con, nhưng mà con thật lòng quan tâm ba mẹ. Con muốn ba mẹ hiểu con hơn, chứ con không hề mưu mô hay là giả tạo gì hết. Chuyện của cô Phượng, con sẽ tìm cách minh oan cho mình. Từ bây giờ, con sẽ không liên quan gì tới anh Lâm hay là bất kỳ ai trong gia đình này nữa. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên con bị tát. Con hy vọng từ nay về sau mẹ đừng làm vậy với con nữa. Cô đứng đó. Chị, cô ăn nói với tôi như vậy đó hả? Chị, mẹ, những gì cần nói con đã nói hết rồi. Con không muốn mình thêm xích mích nữa. Cô đứng lại đó cho tôi. Nè, cô đứng lại đó cho tôi. Chị ơi, mẹ. Nè, tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao chị lại xô cô hả? Em nói cái gì vậy? Chị đâu có xô mẹ. Chính là chị đã xô cô. Thôi đi, kêu cấp cứu giùm đi, đừng có còn la nữa. Mẹ ơi, chị ơi. Con gọi cấp cứu liền. Con gọi cấp cứu liền. Chị ơi, buông ra. Tránh ra. Cô ấy bị chấn thương cuộc sống rất nặng. Chúng tôi đang cố gắng theo dõi. Người nhà cứ yên tâm đi. Nếu tình trạng trở nặng thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Bác sĩ ơi, bác sĩ ráng cứu cô tôi nha. Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cô ơi, chắc là không sao đâu chị. Có khi chị chịu thuốc là nó mau khỏi lắm. Cô ơi, con xin lỗi cô. Lúc đó trong đầu con chỉ nghĩ làm sao để giúp cô, để cho anh Lâm đừng có mê muội mà nghe lời cô chịu ly hôn với cô gái giả tạo đó. Cô ơi, lúc đó là do con bối rối quá à. Cho nên con mới xô cô. Con chỉ muốn là du khống cho cô Thi đó. Con chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất để cho anh Lâm ly hôn. Anh Lâm anh rất thương cô. Cô không biết tại sao con lại làm như vậy nữa. Cô ơi, cô tha lỗi cho con nha. Là ma xui, là quỷ khiến. Con xin lỗi cô. Nhỏ này, khóc quá trời quá đất à. Làm gì cũng phải tính trước chứ con. Mình kêu chỉ giả bộ té cũng được mà. Chị, con Linh nó không có cố ý đâu nha chị. Chị đừng giận nó nha. Cô ơi. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Nhưng mà mai mốt làm gì cũng phải suy xét. Không có nên vội bộc phát như vậy nghe không con? Dạ. Nếu là người khác thì con gặp rắc rối lớn rồi đó. Dạ con biết rồi. Con xin lỗi cô. Con xin lỗi cô. Con cảm ơn cô đã tha thứ cho con. Cô ơi, hay là bây giờ mình gọi điện thoại cho chú với lại anh Lâm báo tin được ông cô? Nếu như mà cô không muốn du quan, con sẽ đứng ra con giải thích rõ ràng với mọi người là con làm. Không,
Dù sao thì cô cũng đã bị thương, thì phải để hy sinh của cô có giá trị. Nếu như con khai thật thì cũng chẳng có lợi ích gì. Cô biết tính chú và anh em thằng Lâm mà, thế nào họ cũng sẽ trách con. Đây là cơ hội tốt để thằng Lâm chịu ly hôn với con nhỏ đó. Dạ. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.